chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra tốc độ của động cơ điện bằng cách đưa thiết bị đo chạm vào tâm trục của motor. Tốc độ vòng quay của motor là 3014 vòng trên phút. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra nhiệt độ của động cơ điện bằng cách hướng tia sáng màu đỏ của thiết bị đo vào phần xung quanh vòng vi bạc đạn của trục ra motor. Nhiệt độ là 32 độ C. Để motor chạy như vậy thêm 2 đến 3 tiếng, nhiệt độ chỉ lên khoảng hơn 40 độ. Quý vị kiểm tra tại nhà máy, khi nhìn vào đồng hồ đo điện sẽ thấy động cơ Minh Motor tiết kiệm điện hơn các loại motor thông thường, vì có rất nhiều sản phẩm trên thị trường nhiệt độ lên tới 50 hoặc 70 độ.